Và trở lại với phần tin tức, kính mời quý vị theo dõi bản tin sau đây cùng với Bảo Châu. Thưa quý vị, bản tin tiếp theo cho biết là tin đặc biệt trước phiên tòa sơ thẩm vụ án Đinh Nhật Uy, tin từ Long An, những nguồn tin thân cận với gia đình hai em Đinh Nguyên Kha và Đinh Nhật Uy cho biết là bà Nguyễn Thị Kim Liên là mẹ của Đinh Nhật Uy đã một mình tới tòa án nhân dân của tỉnh Long An để chất vấn họ về việc giải quyết đơn kiến nghị của bà vào tham dự phiên tòa. Bà Liên đã gặp thư ký của tòa án, người này trả lời là đã gửi thư cho luật sư Miến cách đây 3 ngày. Sau đó thì người này bảo bà Liên liên lạc với luật sư Miến. Tuy nhiên thì luật sư Miến thông báo là không nhận được bất cứ thư từ gì từ tòa. Luật sư Miến còn nói là tòa án Long An không cho gia đình bà vào sự vì gia đình của bà không có quyền và nghĩa vụ liên quan. Hành động làm khó dễ mẹ của Đinh Nhật Uy khiến cho bà phải chế giễu rằng từ Long An đến Sài Gòn không bao xa bà Thư đi hoài không tới và bà đặt câu hỏi liệu bà lên Facebook chê dịch vụ của Bưu điện công Cộng sản Việt Nam như thế này thì bà có bị kết tội giống như con của bà hay không? Tin từ Long An cho biết là trưa ngày hôm qua, luật sư Hà Huy Sơn đã đến trại tạm giam Long An để gặp Đinh Nhật Uy. Tại đây, luật sư Sơn đã gặp Uy trong vòng 45 phút. Ông Sơn thông báo tinh thần và sức khỏe của Uy hoàn toàn tốt. Ông Sơn cũng loan tin tòa Tổng lãnh sự Hoa Kỳ tại Sài Gòn đã thông báo với gia đình là cơ quan an ninh Việt Nam không cho phép phái đoàn đại diện của Tổng lãnh sự Hoa Kỳ đến tham dự phiên tòa ngày mai. Một nguồn tin riêng cho biết thêm, trước khi diễn ra phiên tòa bản án chế độ vào 7 giờ 30 phút ngày mai thứ ba, Viện Kiểm sát của tỉnh Long An đã vào trại tạm giam để yêu cầu Đinh Nhật Uy phải ký giấy nhận tội nhưng Uy đã kiên quyết từ chối. Chiều ngày hôm nay có tin một số bloggers trẻ từ mọi miền đất nước đã đến được với thành phố Tân An một số người đã đến gần khu vực, gần tòa án nhưng mọi việc vẫn bình thường, chưa có bất cứ hành động nào từ cơ quan an ninh của tỉnh Long An. Và thưa quý vị, bản tin sau đây có liên quan đến tình hình một ngày trước phiên sự Facebooker đầu tiên trên thế giới, thưa quý vị, tin từ Long An. Vào sáng thứ ba thì tòa án tỉnh Long An sẽ diễn ra phiên tòa sơ thẩm xét xử Đinh Nhật Uy về tội lợi dụng các quyền tự do dân chủ xâm phạm lợi ích nhà nước quyền lợi ích hợp pháp của tổ chức công dân theo khoản 1 điều 258 bộ luật hình sự. Sau 3 tháng rưỡi tạm giam và điều tra, theo như cơ quan điều tra công an tỉnh Long An công bố bản kết luận điều tra cho thấy cơ quan này đã có thể tịch thu được tăng vật làm bằng chứng là những chiếc áo thun No You có dòng chữ Hoàng Sa Trường Sa Việt Nam bảo vệ biển đảo Việt Nam và một số những quyển sách Viện Kiểm sát tỉnh Long An cũng công bố bản cáo trạng đối với Đình Nhật Uy cho hành vi sử dụng Facebook để viết bài, đăng tin có tính chất bịa đặt, nói xấu, sử dụng từ ngữ thô tục đối với nhà nước, tổ chức và cá nhân. Và ngay lập tức điều này đã vấp phải sự chỉ trích mạnh mẽ từ trong và ngoài nước, đặc biệt là giới Facebooker và Blogger. Một cáo trạng và phiên tòa phán xét dựa trên một điều khoản vi phạm những quy ước quốc tế và định ngược lại những nguyên lý căn bản của pháp luật thì không thể kết án bất kỳ một công dân nào đối với mạng lưới blogger Việt Nam thì ngay từ đầu và cả sau phiên xử thì Đinh Nhật Uy luôn luôn là vô tội theo tuyên bố của mạng lưới blogger Việt Nam đã ra lên tiếng vào ngày sau đó còn các mạng Facebook hiện nay đang loan truyền bài hát xấu là ai được chế lại bởi từ lời của bài hát Anh là ai của nhạc sĩ Việt Khang như để chế nhiễu Thủ tướng, Thủ trưởng Cơ quan Điều tra tỉnh Long An vì bản kết luận trong vụ án này. Thưa quý vị, trên tinh thần tiếng nói quốc tế độc lập từ Ủy ban Bảo vệ ký giả CBJ và tổ chức theo dõi nhân quyền trong một hành động bảo vệ cho quyền tự do biểu đạt cũng đã bày tỏ quan ngại và kêu gọi nhà cầm quyền Hà Nội trả tự do cho Đinh Nhật Uy. Còn giới quan sát chính trị thì đồn đoán rằng việc mà bắt Đinh Nhật Uy chỉ là một hành động gây áp lực đến người em trai của Uy là Đinh Nguyên Kha đang thủ án 4 năm tù về hành vi tuyên truyền chống nhà nước, phải chấp nhận, buông xuôi đối với cáo buộc về tội khủng bố. Trong một hành động đầy bất ngờ mới nhất thì bà Nguyễn Thị Kim Liên viết thư gửi cho ông Mark Zuckerberg là người sáng lập trang mạng xã hội Facebook, mời ông Mark đến sự phiên tòa với tư cách là người có quyền lợi và nghĩa vụ liên quan trong vụ án 258. Bức thư này đã được một nhóm Facebookers tại Nam California mang đến, trao gửi trực tiếp tại tổng hành dinh Facebook. Không biết liệu sau này thì Facebook có quy định những điều khoản để cảnh báo riêng cho người Việt Nam khi sử dụng đến trang mạng xã hội này hay không. Nhưng trước mắt nếu có án tù cho Đinh Nhật Uy thì anh sẽ là người đầu tiên trên thế giới bị án tù khi sử dụng Facebook. Nhóm Facebooker và Hội Anh Em Yêu Nước tối hôm qua đã thực hiện một đêm không ngủ cho Đinh Nhật Uy với khoảng hơn 100 người tham dự, những người có mặt đã nghe bà Nguyễn Thị Kim Liên tâm sự qua internet về hai người con trai của bà và tối nay họ cũng sẽ tiếp tục tụ tập để theo dõi phiên xử ngay trên đại lộ Bồ Sa trước khu Phước Lộc Thọ. Và bên cạnh đó thì dòng chúa cứu thế Sài Gòn cũng tổ chức thánh lễ cầu nguyện cho Đình Nhật Uy. Tin từ Sài Gòn vào tối ngày hôm qua có gần 3.000 người tham dự thánh lễ cầu nguyện cho Đinh Nhật Uy và cho công lý hòa bình tại Việt Nam. Mẹ của Đinh Nhật Uy là bà Nguyễn Thị Kim Liên đã có mặt để tham dự thánh lễ. Bà cho biết là rất vui vì có nhiều người ủng hộ và cùng sát cánh với con trai của bà. Trong buổi lễ này, hai vị linh mục chủ tế đã giảng thuyết rất là hùng hồn và sau đó mời mọi người cùng xuống dự phiên tòa của Đinh Nhật Uy và cũng đã kêu gọi mọi người cầu nguyện để tiếp để có thể tiếp thêm sức mạnh cho bà mẹ và gia đình khi tiếp tục chặng đường gian nan phía trước khi đi tìm công lý cho hai người con trai của mình. Nhờ vào các sự trợ giúp và tinh thần chia sẻ này, thì bà hy vọng phiên tòa vào ngày mai sẽ diễn ra đúng theo ý nguyện của những người dân yêu chuộng công lý và toàn thể bloggers trên toàn quốc Việt Nam. Bà Kim Liên còn xác định con của bà yêu nước và gia đình, chứ không có tội gì bà còn cho biết con của bà yêu nước đến nỗi trên bắp tay có xâm nguyên hình nước Việt Nam với hai quần đảo Hoàng Sa và Trường Sa của Việt Nam. Bà cho rằng Đinh Nhật Uy bên vực người em là Đinh Nguyên Kha bị những điều oan ức và nói là ai có anh em cũng vậy thôi. Đây là tình cảm gia đình, tình anh em, đạo đức, cả ngàn năm của Việt Nam chứ không phải là tội. Bà cũng hy vọng phiên tòa này sẽ đánh động lương tri loài người trước thái độ đàn áp những người yêu nước của chế độ Cộng sản Việt Nam. Human Rights Watch, phóng viên không biên giới kêu gọi Việt Nam bỏ điều 258, phóng thích blogger Đinh Nhật Uy. Tin cho biết là tổ chức theo dõi nhân quyền quốc tế, tức là Human Rights Watch, ngày hôm nay một lần nữa lên tiếng kêu gọi nhà cầm quyền Cộng sản Việt Nam trả tự do vô điều kiện và cho blogger Đinh Nhật Uy và hủy bỏ điều luật 258 về tội danh lợi dụng quyền tự do dân chủ xâm phạm lợi ích nhà nước, Phiên xét xử uy vi phạm điều 258 dự kiến diễn ra tại Tòa án Nhân dân của tỉnh Long An vào sáng ngày mai. Thưa quý vị, ông Phil Robertson, phó giám đốc phụ trách khu vực châu Á thuộc Human Rights Watch, nhắc lại rằng Đinh Nhật Uy không có tội để xử. Nhà cầm quyền Hà Nội nên bỏ cáo trạng và phóng thích Uy ngay lập tức. Ông nhấn mạnh phiên xử này là một phần trong chiến dịch đàn áp tiếp diễn của Hà Nội nhắm vào những người chỉ trích nhà nước. Hà Nội nên chấm dứt các hành động tùy tiện vi phạm quyền tự do căn bản của con người trong đó có quyền tự do bày tỏ ý kiến. Đây là một sự vi phạm nhân quyền trắng trợn nhất là trong khi Hà Nội đang vận động bụt ghế trong cơ quan nhân quyền cao cấp nhất của Liên Hiệp Quốc. Trong khi đó, thưa quý vị, thì ông Benjamin Ismail là giám đốc phụ trách Ban Á Châu Thái Bình Dương thuộc Tổ chức Phóng viên Không Biên Giới, cũng đã tố cáo rằng Hà Nội đang tận dụng mọi cách thức có thể để đàn áp các tiếng nói bất đồng quan điểm với nhà nước qua việc dùng điều luật 258 để truy tố một thanh niên dùng Facebook kêu gọi công lý cho người thân. Điều này cho thấy là mức độ đàn áp khốc liệt các quyền tự do căn bản của con người tại Việt Nam, bao gồm quyền tự do bày tỏ quan điểm và quyền tự do internet. Cũng có thêm hai người bị kết tội bởi điều 258 khi cho là lợi dụng tự do tôn giáo và tín ngưỡng hiện nay đang có 3 bloggers bị cộng sản Việt Nam bắt giam theo điều 258 bộ luật hình sự trong Chính dịch thắt cổ toàn diện tự do của người dân. Ba bloggers: Trường Duy Nhất, Phạm Viết Đào, Đinh Nhật Uy bị tố cáo vi phạm điều 258. Nhưng tin tức mới nhất từ tỉnh tuyên quang cho biết vừa có thêm hai người đã bị công an bắt là hai ông Thào Quán Mua và Hoàng Văn Sang bị cho là đã có hành vi lợi dụng các quyền tự do dân chủ xâm phạm lợi ích nhà nước, quyền lợi, ích hợp pháp của tổ chức công dân theo Điều 258 Bộ Luật Hình Sự. Những nguồn tin thân cận cho biết hai ông Mua và ông Sang cùng với nhiều người thuộc dân tộc Hâm Mông đã khiếu nại nhà cầm quyền địa phương, đã cưỡng chế, tháo dỡ nhà đòn chứa những vật tăng lễ của người chết theo phong tục người H’mông, Hai ông này đã bị bắt giam từ ngày 15 tháng 10 vừa qua Đã khiến cho hàng trăm người H’mông kéo về vườn hoa Mai Xuân Thường của Hà Nội để tình phản đối, đòi thả người Sau hơn một tuần tại đây thì công an đã đàn áp thô bạo những người H’mông Mông này Và đã đưa ba xe bus chở họ về lại Tuyên Quang Máy đến sáng nay thì có tin hai người bị bắt sẽ bị kết tội Theo điều 258 mới được ban hành với bản án có thể là từ 2 đến 7 năm tù. Tin còn cho biết điều này chứng tỏ là Hà Nội sẽ dùng điều 258 trong Bộ luật hình sự không phải chỉ đàn áp tự do ngôn luận mà còn đàn áp cả tự do tín ngưỡng và tôn giáo và sau đây là phóng sự đặc biệt từ Việt Nam giới trình diễn sân khấu trong nước cũng bị chê trách vì lạm dụng giải phẫu thẩm mỹ. Thưa quý vị, ngay sau sự kiện bệnh viện thẩm mỹ cát tường ở Hà Nội làm chết người và quăng xuống sông, những câu chuyện về việc lạm dụng giải phẫu thẩm mỹ ở Việt Nam hiện nay lại được dịp bùng lên, đặc biệt là giới nghệ sĩ, người mẫu diễn viên trong nước đang lạm dụng quá mức cũng như là gặp phải những bác sĩ thẩm mỹ thiếu thiếu khả năng nên chỉ trong một thời gian ngắn đã bị biến dạng gương mặt có người trở nên xấu xí, phải xa lánh mọi người vì hổ thẹn. Nhắc đến những nạn nhân này, danh sách đã trở nên ngày một dài hơn, trong đó không thiếu những cái tên được nhiều người Việt trong nước cũng như là hải ngoại biết đến, chẳng hạn như là siêu mẫu Ngọc Quyên. Từ khi đời sống tại Việt Nam thay đổi đặc biệt là ảnh hưởng từ trào lưu hâm mộ tài tự điện ảnh Hàn Quốc, chuyện giải phẫu thẩm mỹ đã trở thành phổ biến đến sài gòn hay là hà nội vào lúc này chuyện tìm thấy một nơi giải phẫu thẩm mỹ dễ dàng hơn cả tìm thấy một trạm điện thoại công cộng những nơi như vậy có một sức hút mãnh liệt đối với người phụ nữ việt nam ngày hôm nay không những các bà các cô muốn làm đẹp cho mình mà còn muốn đẹp hơn bạn bè hoặc đẹp theo kiểu một người đẹp nào đó mà họ hâm mộ với giới nghệ sĩ trong nước giải phẫu thẩm mỹ có thể đưa họ từ một người bình thường trở thành lộng lẫy mặc dù có nhiều lời cảnh báo rằng cũng có thể khiến cho họ bị liệt vào danh sách thảm họa giải phẫu thẩm mỹ. Nhưng hầu như ai nấy đều để ngoài tai và để thay đổi gương mặt theo yêu cầu thì phần lớn giới nghệ sĩ trong nước đều phải tốn từ 3.000 tới 10.000 Mỹ Kim cho các khoản giải phẫu. Có nhiều người vì muốn giấu kín chuyện của mình nên đi ngoại quốc vài tháng để làm thẩm mỹ. Số tiền cũng lên đến hàng chục ngàn Mỹ Kim. Tuy nhiên, thưa quý vị, những món tiền lớn đó cũng chỉ giúp dung nhan của họ đẹp lên trong một thời gian có giới hạn một trong những nạn nhân của giới nghệ sĩ dám công khai tình trạng của mình là ca sĩ Hồ Quỳnh Hương. Cô từng tâm sự với báo chí rằng cô hết sức tuyệt vọng khi cảm thấy gương mặt của mình ngày càng kỳ quặc nhưng không thể nào để quay lại như ban đầu được nữa. Sau sự kiện trên, thì Bệnh viện Giải phẫu Cát Tường ở Hà Nội thất bại, làm chết người. Một làn sóng sợ hãi bàn tán lan nhanh trong nhiều người ở Việt Nam. Trong đó cũng không thiếu những gương mặt nghệ sĩ đau khổ vì kết thúc là biến dạng bất thường của mình và đến đây một lần nữa chúng tôi xin phép được tạm ngừng sẽ quay trở lại ngay sau phần thông tin thương mại